nay mình đang ở cái khu vực dành cho thuyền viên. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới đi xem cái khu dành cho thuyền viên ở trên tàu, gọi là nhân viên đó, thì như thế nào và cái cabin của nhân viên như thế nào. Lần trước là mình có cho các bạn xem cái cabin của khách rồi, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn về cái cabin của thuyền viên. Dịch Covid cho nên là đang 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 tất cả các cái nhân viên đang ở trên phòng khách. Ok. Hello. Đây, đây là cái con đường chính của khu vực thuyền viên này. Thì nó dài lắm, nó xa lắm. Đấy. Ở đây phía trước, phía sau đây. Wow. Thì hiện tại mình đang đứng ở cái khu vực hành lang của cái đường vào cabin của mình hồi xưa rồi nha các bạn. Thì trước khi vào cái cabin thì mình sẽ vào review cho các bạn thấy cái chỗ giặt của nhân viên ở trên tàu như thế nào, chỗ giặt đồ á. Okay. Khu giặt đồ dành cho nhân viên nha các bạn. Đây là cái máy 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 sấy. Còn ở dưới này là máy giặt. Đó. Giặt xong này mà các bạn muốn ủi đồ thì đây. Có bàn ủi đồ đây. Khát nước có thể uống ở đây luôn. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn tới cabin nhé. Đây. Đây là cái cabin hồi xưa mà mình ở khi mà cái chưa có dịch Covid ấy. Ok các bạn, bây giờ là mình đang ở cái phòng của mình hồi xưa ở rồi đây. Thì tất cả nhân viên họ sẽ có một cái phòng như thế này, thì cái phòng mà cấp quản lý trở lên thì nó có bự hơn xíu. Đây. Thì ở trong phòng nó có cái giá treo đồ đây, treo đồ áo này. Rồi đây là cái bảng điều khiển nhiệt độ trong phòng này. Cái công tắc tắt đèn. Đấy, giường thì giường là giường tầng, thì ví dụ mà mỗi mỗi người một giường riêng như thế này, có cái màn che như vậy thì cái bạn ở cùng phòng của bạn mặc dù bạn đang ngủ thì cũng không có ảnh hưởng, nếu mà bạn kia không làm ồn, chỉ có bật điện lên thì không sao hết, tại vì che che cái rèm lại là ở ở trong cái giường của các bạn ngủ là không có ánh sáng, nó không có lọt vào được thì các bạn vẫn ngủ bình thường nếu mà không có tiếng ồn. Cho nên là có cái rèm này che lại thì nó rất tiện cho cái người ở cùng phòng. Thì ở đây có một cái tivi, rồi cái điện thoại, rồi hai cái ổ cắm. Đó.
Ổ cắm ở trên tàu là toàn là cái ổ cắm tròn như thế này hết các bạn. Tuy rằng cái phòng cũng hơi nhỏ nhưng mà nó cũng đủ đủ sống, tại vì là cái phòng thì thực ra cái phòng này thì thực ra là về về nhà thì đi làm về thì về nghỉ đây thôi, chứ còn mà không không có đi ăn uống giải trí là ở trên trên cái khu vực khách với khu vực nhà hàng của nhân viên hết. Thì ở đây có một cái tủ lạnh này đó, ở đây có hai cái tủ đựng đồ đó. Ở đây là hai có hai cái tủ đựng đồ. Thì mỗi người một cái tủ, thì ở đây cái gì cũng mỗi người một cái tủ hết. Đây cũng hai cái tủ này đó. Ở dưới này có hai cái giò để đồ đồ dơ hoặc là tắt. Nói chung cũng đầy đủ. Ở dưới cái giường này còn hai cái tủ ở đây nữa nè. Đó. Rồi, giờ mình vào thăm toilet nha các bạn. Đó, toilet. Đây có hai cái tủ này các bạn để dụng cụ vệ sinh cá nhân này. Thì dầu gội đầu rồi kem đánh răng. Mỗi người một cái hết, mỗi người một tủ hết. Đó. Cái bồn rửa vòi hoa sen tắm, đây có hai cái kệ để đồ nữa nè, mỗi người một cái gì cũng sẽ mỗi người một cái hết. Còn đây là cái lịch trình mà hồi xưa mình đưa mang mang lên tàu á. Đây. Nó sẽ cái càng này. New Zealand. Nè. New Zealand với Úc không? Thì lịch tháng 5 bây 27 tháng 8 thì nó sẽ ở bên Canada với Mỹ. Video của mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình tiếp tục có động lực làm những cái video hay hơn nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong các cái video lần sau.